Ui, nặng quá. Ôi, tôi nát đùi dần. Ôi, đi lên thôi. Xong rồi, áo đi không? Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chân tao. Thế rồi, chưa có đài lắm. Xuống thức, thức, thức. Từ từ, lên rồi, từ từ, từ từ. Từ từ, trong có ai không? Có trẻ con sao ấy? Tụi nó bảo không? Im rồi nhá, im rồi nhá. Kệ nó. Ừ, đây. Rồi sang đây đi. Sang đây đi. Cầm lên, ta lại giả vờ hãy xem. Đúng rồi. Cầm đây. 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 Cầm con vịt này mà mình gọi là để thế này ôi khói rồi. Đây làm gì đây? Giờ anh em mình sẽ trao dầu con vịt này trước để trước khi hấp muối với lá sen và hoa sen. Trao dầu thì phải cho chúng chảo chứ. Không, có cách khác. Để thế này anh cũng chẳng chín được ấy. Ai mà không chín? Chín làm sao được? Tí nữa mày không biết gì về nghệ thuật nấu ăn. Con này ngon để em ăn thử. Ôi thôi, con dao nhọn đấy. Con gì khó khăn? Dùng hết cái chảo dầu nhá. À? Mình à? Dùng đến đâu thì dùng. Rửa to lên. Đấy. Ta cần cái gì? Mày không hiểu gì nữa rồi. Không cần gì. Ta cần cái này cần bây giờ. Đó. Nhìn đây này. Để hơi cao. Để hơi cao đi. Tắm như nào thế này mà đời chín á? Tắm. Anh nào à? Tắm như này làm sao chín được? Cứ để im. Thế cái đây em tắm nhá. Không có đi, đi. Đó, dầu nó vẫn chưa nóng lắm.
mình không cắm chín hiểu không? Thế này không sao chín được, hơi hơi khói đây. Không còn chín. Đấy, thấy không ra đẹp chưa? Ôi, nó chuyển màu này. Chuyển màu này. Bà thấy đẹp không bà? Bà tí nó lại đây chuyển chút món vịt này. Nó chuyển màu này. Ôi, nó đang ngả vàng 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 này. Ăn hết rồi. Thật gì đấy? Cánh nó rồi anh, cánh nó rất là màu trắng rồi. Cứ từ từ đi, dậy dần. Đấy, em cũng biết cao đi. Mình dội từ dội từ kia xuống, dội từ đầu ấy. Con này đưa cái lẳng này. Chuyên nhất. Đây là vịt là cắn vạt đầu. Thì em đi xem. Cắn cái gì? Chuyển màu lắm rồi con, nhưng để con có màu lắm. Chuyển màu con rồi. Không vàng rồi. Đúng rồi. Cái này chỉ còn chuyển màu trắng thôi. Không vàng rồi đâu. Vàng, bắt nó phải vàng. Đâu là chưa vàng rồi. Mua nữa mà. À mà thôi. Mua to rồi. Đấy, con này. Tùy được. Đúng rồi. Tùy luôn. Đấy. Đồ nóng lắm. Bắt đầu nở ngực kìa. Ngực nhấp nở nhấp phát triển. Con này con mua nữa. Con này mua cho mua ai. Con chi vào đầu nó. Ừ. Rồi em tí ra. Đi ra. Mưa này. Đấy, mưa. Xem cái đuôi trước đi. Chín cái chín. Đấy, đúng rồi thế này. Vàng rồi. Vàng thì thế này thôi. Đây, lấy cái mâm đây ra đây. Đấy, thiết kế đến công đoạn thứ hai. Hôm nay làm nó hơi công phu một tí nhưng mà sẽ ngon. Công đoạn thứ hai là bắt với lại lá sen với lại bắt với lá sen. Đây. 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 Ăn đi. Không bỏ rồi đấy, em lạng rồi đấy. Đó, đấy. Đó. Đi rồi. Để cho xong bên này. À, đưa mâm đấy, đưa mâm đấy. Rắc nữa đây. Mới à? Hấp dẫn chưa? Cái đó là khăn nước. Không phải nói à. Nào lấy dao đây. Đấy. Chuẩn bị đến công đoạn thứ hai. Đó là công đoạn gì nào? Ấy, đưa 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 về đâu? Mất tên. Đấy. Ôi! Ông, không có chồng gì kìa. Không cắn đi. Răng nuôi không thể răng ra đánh. Đấy, cầm cầm lấy để tao. Đấy, còn thế nha. Có đi đâu. Răng ra răng gọi là thân sâu như thế này là cắn. Cắn răng rồi. Rồi răng răng. Rồi, cho sang đây. Em làm chậu đi. Không. Bây giờ đến công đoạn. Nói quá. Thật mới. Ơi, chỉ lăng kim gan lòng mày đấy. Ơ, trong kia. Em nướng nhé. Trong kia. Không, cho nấu quả đại hợp đi. Bên kia, thằng này đi.
tiếp tục lá sen. Sao phải giải nước hoa sen anh ạ? Đó, đầy đủ. Cháu còn giải gì không? Hay hoa sen nó gì không? Hoa sen nó gì sao? Có. Có cả. Không, đưa đại sen đây. Mày đổ nó vẩn. Ba bốn lớp rồi cho nó thơm. Xem. Bốn lớp luôn. Bốn lớp rồi. Hoa sen. Đấy. Món này là rất là công phu nên là mí sẽ rất là ngon. Thơm. Sắp xếp trang trí lập lễ đàng hoàng như gọi là đầu bếp 5 sao luôn. Ui, gần chín luôn. Ok, đây là năm lên nó trượt. Trượt mất. Đâu có chậu của nó đâu. Chậu bị đứt đâu. Chậu bị đứt đâu. Đấy, đang giải đất cho nên. Đâu, giải đi. Đấy, mấy mà cầm. Tin gì nhỉ? Tin là Phật giáo. Phật giáo cho nạ chú đông. Nó để cho thì chuyển sang xem một vị Phật. Chị vị Phật. Nào. Nửa liếc, cẩn thận nào. Cẩn thận đi. Rồi, nào. Để đi, cho Linh nhìn chặt cái gạch thôi nào, tránh nó. Nó không khí đâu anh. Đặt gạch. Cho thêm muối rồi. Để nhé đấy. Đặt cách, chưa? Cháu thêm gói muối nữa vào. Là ô văn kia. Đó, kèm là kín muối. Đó, ở đây. Ô văn kia. Lửa lửa lên em.
từ từ đến giờ rồi thử thử bách nó ra đã. Giật cầm đi. Cái muối nhỏ đâu, muối nhỏ đâu, đấy muối nhỏ đấy. Muối nhỏ đâu, muối nhỏ đây mà. Cái gì muối, cái đấy là được. Nó chín chưa là vấn đề. Chưa chín các bạn. Anh đậy chưa ấy? Còn hồng hồng rồi đó. Đố tiếp. Ô văn kê. Chắc chín rồi đây anh ạ. Đói quá rồi, chín thì cũng chén. Cho vào đây đi. Cũng chín được rồi. Đói rồi. Hình như cơm cháy ấy nhỉ. Chứ chẳng có đặc sản nếu cháy. Rồi. Ăn mì rồi, ăn mì. Đây, cho mọi người xem. Wow, thấy chưa? Thấy chưa? Đây này. Đó. Đây xem này. Đây xem này à? Đây này. 1, 2. Được không? Được không? Thử cái này. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon ghê. Đã ăn mất cái chim. Mình ăn. Xong rồi này ăn đi. Một cái ăn rồi. Ngon lại. Đánh là kỳ công, khá là kỳ công. Buổi sáng bây giờ. Ôi ơi, trong muối luôn. Ui, em khoái nhất cái món này này. Bạn được ăn sen luộc bây giờ chưa? Cái này món này y xin sen luộc luôn. Ừ. Sen nó luộc luôn. À, em hấp. Ngon hả? Ngon hả? Ăn thuốc đấy. Thơm lắm. Mùi sen thơm. Ừ, anh ăn thử là xem không? Sen luộc à? Cái này ngâm thôi không? Cái này nó có non, chưa già. Mà ngon này. Ngon đấy. Ngọt à? Vậy em có đủ rồi. Chín quá. Dễ quá. Cái lá sen nó phải thế này. Quên mất không có muối chanh ớt. Đúng trong đó ăn ngon này. À. Em chế lá sen này không? Ôi mọi người ơi. Ăn xong món này xin luôn. Mời tất cả mọi người nha. Vịt, vịt úp lá sen nha. À, mùi đã quá. Hả? Ngọt thơm các bạn. Thơm cực quá. Bỏng quá. Cứ nhanh vậy ạ. Cái này. Nhà bà anh là nhiều, nhiều, nhiều đấy nè. À, còn nhai quá. Nhiều vịt nè. Thơm, thơm cực luôn nhá. Làm mình nhìn xem. Ăn mùi khen, tướng à. Ngon đấy. Ai cũng bảo. Ông vừa ra vừa thơm. Người ta phải đi lắp răng này đã. Ông vừa ra mà. Đã không có răng rồi mà ăn cánh. Anh đừng nào chả ăn một bến. Lúc trao dầu à. Nó đã trao dầu nó đã vàng toàn ấy hết rồi.
hấp muối này nó mang ngọt xen ngọt nữa. Cá này vứt ra cá ăn luôn, mọi người nên thưởng thức một món về lá sen và hoa sen là như này, thơm cực luôn. Mà cái này nó rút ngọt lắm nhỉ, người ta không nhằn được này, được mà ngon thì may anh mà lại cá gãy răng. Bà mới được lá lắm. Mày tìm mày mà đưa ngay đang á. Ồ gãy luôn. Cái bọc lá sen đấy nó thơm mà khi mà có hẳn đài sen với hoa sen là mùi khác hẳn, thơm hơn nhiều nữa. Hoa sen là ngon, lá sen thơm. Bông hoa sen thì thơm, còn cái lá sen này thì nó không thơm mấy, không thơm bằng hoa sen gì cả. Ôi phê thật là phê. Có cái tim anh làm nó đúng. Nó có đang một trứng này. Làm gì có tim? Sao có tim mà xấu à? Lấy đâu ra tim? Lúc anh mà các bạn đi lủng vào đấy sạch rồi. Đấy là miếng kia đấy. Miếng với miếng gan đấy. Gan đây này. Gan ra, mất một miếng này. Không chứ sao. Này mất này. Con này làm gì có tim? Đó là ăn đấy. Thơm lắm.